Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Hiện tại thì Nhật Em và anh Diệu đang có mặt tại Bình Dương và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến thăm công trình của nhà chú Tấn. Đây là một khách hàng của Mark Home. Hiện tại thì cả hai anh em chúng tôi đang có mặt trên con đường ở phía trước của công trình. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo chân hai anh em đi gần hơn vào công trình để xem là đến thời điểm hiện tại thì công trình như thế nào nhé. Tiến vào bên trong thì đây chính là công trình của nhà của chú Tấn nha quý vị. Hiện tại đang đánh giá là công trình đã hoàn thiện tầm khoảng là 90% rồi. Ở phía bên ngoài chúng tôi cũng đã sơn phết cũng như là chúng tôi đã lợp ngói ở bên trên. Hiện tại thì đội ngũ thợ xây đang tiến hành là chúng tôi sẽ ốp lát gạch ở bên trong. Đây là một mẫu nhà vườn mái Nhật và phải nói là một trong những công trình mà em thấy là được rất là nhiều quý khán giả quan tâm theo dõi. Ở thời điểm hiện tại thì bên ngoài công trình đã sơn phủ rồi. Em thấy là màu nền sẽ là màu trắng sứ nè anh An. Và để cho công trình không bị đơn điệu thì một số vị trí chẳng hạn như là vị trí tiếp giáp với mái, vị trí tiếp giáp với sàn và những phần rãnh của cột thì sẽ được sơn màu xanh. Thật sự thì cái gam màu xanh này thì tùy gu ha, sẽ có những gia chủ sẽ thích xanh như thế này, có gia chủ lại thích xanh nó đậm hơn, nó nhạt hơn hoặc nó đậm hơn. Nhưng mà có cái điểm khá thú vị là bởi vì công trình được xây dựng, quý vị thấy là trên một cái mảnh đất, cái khoảng sân rất là rộng, xung quanh là cây xanh nữa và cái nền trời phía sau nó đang màu xanh, cho nên ta thấy nó tệp vào và rất là đẹp cho công trình chính luôn. Nó tôn lên công trình rất là nhiều. Và sau này khi mà công trình chính chúng ta hoàn thiện ha thì chắc chắn khi mà gia chủ ốp lát gạch cho phần sân ở phía trước nữa, tạo nên một công trình chỉnh chu thì An nghĩ là cũng sẽ rất là nhiều gia chủ quan tâm và sẽ tham khảo cái mẫu nhà này. Dạ, và xem qua những hình ảnh bay flycam thì quý vị cũng sẽ thấy là công trình này được xây dựng trên một khuôn viên khu đất cũng rộng rãi. Ở phía trước, bên hông và phía sau thì đều còn có một khoảng sân. Đây cũng là chủ ý của gia chủ và các kiến trúc sư. Bao giờ thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng một phần thôi để chừa lại còn có lối đi cũng như là nơi mà chúng ta trồng trọt. Ở phía trước thì được xem như là lán trại nơi các anh em thợ xây nghỉ ngơi. Sau này thì phần này cũng sẽ được dỡ ra và vị trí này thì sẽ thiết kế sân vườn rất là đẹp quý vị. Tổng thể kích thước công trình thì sẽ có chiều dài là 22,4m, chiều rộng là 8m, tổng tích sử dụng là tầm khoảng 160m². Công trình này thì có chiều cao được tính từ sân lên đến phần sàn là 0,75m, tương ứng mỗi bậc sẽ có kích thước là 15cm. Tầng 1 thì sẽ có kích thước chiều cao là 3,9m và mái có kích thước là 2,8m. Ở phía bên này thì có một cái điểm nhấn công trình nữa quý vị, đó chính là cái chi tiết này. Hiện tại thì quý vị thấy là chúng tôi chưa có ốp lát gạch vào, nhưng mà sau này khi mà chúng ta ốp gạch trang trí vào thì nó cũng sẽ là một cái nổi bật. Và như An đã từng chia sẻ, đây là cái thiết kế là ống khói giả, tức là nó làm giả những cái ống khói của những cái mẫu nhà phương Tây. Và khi mà chúng ta thiết kế cái này, nó tạo nên một cái điểm khác biệt độc đáo cũng như là tránh cái cảm giác đơn điệu cho khu vực mặt bên. Dạ, ở đây thì cũng có hình ảnh 3D luôn, biển bản công trình. Và dựa vào những hình ảnh này, quý vị cũng sẽ thấy là vị trí bên hông là chi tiết ống khói mà anh An vừa chia sẻ, thì nó sẽ góp phần làm cho công trình tự dưng là có một cái điểm nhấn và thú vị hơn. Đó là tổng quan về vẻ ngoài của công trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển vào trong để xem là công năng thì được phân chia như thế nào nhé. Tiến vào bên trong công trình của nhà chú Tấn thì đầu tiên chúng ta sẽ đến đó chính là không gian phòng khách với diện tích là 19m², chúng ta sẽ bố trí ở vị trí này. Thật sự thì phòng khách thì là một cái gương mặt đại diện cho cả công trình, cho nên là thường thì chúng ta sẽ bố trí những cái vị trí mà thuận tiện chúng ta đến có thể tiếp khách mọi thứ ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một ô cửa sổ rất là rộng cũng như là ô cửa chính rộng để mà đón những luồng gió vào. Có một điểm chung của những công trình do Mark Home thiết kế và thi công xây dựng, đó chính là sự mát mẻ, sự chênh lệch nền nhiệt rất là cao giữa bên ngoài và bên trong. Lúc nãy đứng ở bên ngoài thực sự là rất là nắng và nóng luôn quý vị, nhưng mà bước vào bên trong này thì cảm giác mát mẻ rất là rõ ràng. Hiện tại thì ở bên trong các anh thợ xây cũng đang bắt đầu vào giai đoạn đó chính là ốp lát phần sàn. Loại gạch được sử dụng ở đây là gạch granite với kích thước to nha, cụ thể là 80x80. Và cái màu lựa chọn chúng tôi sẽ ưu tiên những gam màu sáng ở đây là cụ thể là màu trắng với những cái đường vân loang, và nó sẽ tệp với những cái màu tường. Hiện tại chúng tôi đã sơn tường xung quanh cũng là màu trắng luôn, cho nên là tạo cảm giác nó sẽ giúp cho cái khu vực phòng khách chúng ta nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Di chuyển về vị trí bên đây thì trên bản vẽ khu vực này sẽ là phòng sinh hoạt chung kết hợp với phòng ăn.
Cụ thể thì khu vực này sẽ có diện tích là 15m². Ở đây thì diện tích cũng không phải là quá lớn, nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi thiết kế nó thông qua cái khu vực phòng khách bên kia luôn, cho nên cảm giác nó cộng hai khu vực lại với nhau thì cảm giác nó sẽ rộng rãi hơn khá là nhiều nha quý vị. Với phần trần ở bên trên thì hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa có trang trí nhiều, nhưng mà quý vị thấy là những cái vị trí đèn hay thế nào đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện là đi những cái đường dây điện rồi nè. Sau này thì chúng tôi sẽ có thể bố trí thêm những cái đèn, ví dụ đó là âm trần, hoặc là những cái đèn trang trí ở những cái vị trí ngay trung tâm. Đường dây điện và ống nước tất cả đều sẽ được thi công âm tường hoặc là âm trần. Vậy nên đây cũng là giai đoạn mà chúng tôi rất là chú trọng từ bản thiết kế cho đến quá trình thi công luôn. Bởi vì chúng ta biết là việc khắc phục những sai sót trong vấn đề điện nước thì sửa chữa nó sẽ rất là tốn thời gian cũng như là công sức. Ở đây thì chắc chắn là dự đoán sẽ là phải là khu bếp rồi, bởi vì ở phía bên trong thì chúng ta thấy có những cái vị trí ống nước đúng không nè? Dạ, và khu vực này thì sẽ được thiết kế với diện tích là 16,8m², một diện tích không phải là quá lớn, nhưng mà em đánh giá là lý tưởng cho việc chúng ta thao tác nấu nướng đi lại ngay vị trí này. Thật sự thì ở vị trí này thì chúng ta có thể có hai sự lựa chọn về kệ tủ bếp nha quý vị. Có thể là chúng ta đặt một kệ tủ bếp hình chữ L, nó đi theo cái đường ở diện tường bên kia và đẩy vào cái góc vuông ở ngay vị trí này. Hoặc là nếu như chúng ta muốn tận dụng tối đa về diện tích căn bếp để mà chúng ta thoải mái di chuyển hơn thì cũng có thể bố trí hình chữ Y. Thì cái đó là tùy theo sở thích của quý vị. Kiến sư chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị ngay từ đầu để xem là nhu cầu của chúng ta thế nào. Ví dụ nhà đông người, chúng ta dự trữ nhiều đồ đạt, chúng ta cần cái nhu cầu nấu nướng nhiều thì chắc chắn là sẽ ưu tiên cái chữ L rồi để cho nó rộng. Còn nếu mà chúng ta nhà không quá đông mà chúng ta muốn cái diện tích chúng ta thoải mái di chuyển thì chữ Y vẫn lý tưởng hơn. Những khu vực tiếp theo thì sẽ là phòng ngủ. Cụ thể thì công trình này có 3 phòng ngủ quý vị. Và liền kề phía sau đây thì sẽ có một phòng ngủ là với diện tích 16m². Ở phía bên này thì sẽ có một phòng ngủ có diện tích là 15,5m². Và phía sau cũng có một phòng ngủ nữa diện tích là 15,5m² luôn. Hiện tại thì ở phía bên trong này thì đây sẽ là một phòng ngủ tượng trưng để chúng ta có thể giới thiệu quý vị ha. Ở phía sau thì bởi vì đang ốp lát cho nên em và Diệu sẽ không có di chuyển ra sau được. Thì với phòng ngủ này thì gần như là ta thấy là đã được ốp lát hết rồi nè. Và có một cái phần gạch đó, Diệu sẽ được ốp lát nhẹ ở cái phần tường như thế này để mà giúp tạo nên cái sự trang trí nhìn thấy bắt hơn ha. Dạ, gạch này thì sẽ được ốp lát theo kỹ thuật là âm tường, cho nên là chúng ta sẽ không có thấy những cái phần tường dôi ra như là cách ốp lát truyền thống. Đó là một cách làm đẹp và cũng hạn chế những bụi bẩn bám lên cái bề mặt ở bên trên. Tổng thể căn phòng ngủ này thì đầu tiên là rộng, sáng và thoáng với hai ô cửa sổ. Đây cũng là tiêu chí thiết kế phòng ngủ Smart Home luôn. Chúng tôi luôn chú trọng là không để một phòng ngủ nào tối tăm và bít kín. Nếu như mà trường hợp là những mẫu nhà phố khó khăn trong việc khai thác những ô cửa sổ như thế này thì cũng sẽ có những giải pháp ánh sáng khác. Ở đây thì những ô cửa sổ thì chúng tôi đều làm những cái thanh chắn để mà chống trộm nè quý vị, và được sơn ở đây là màu trắng luôn. Anh nghĩ là cái việc lựa chọn cái màu này là hợp lý. Nếu mà chúng ta đặt màu đen hoặc là màu ghi thì đôi khi nó hơi bị tối cho căn nhà của mình mà nó không hợp với cái màu tường nữa. Cho nên là màu trắng thì nó vừa hợp ngoại thất và cả nội thất ở bên trong luôn. Chúng ta quan sát bên ngoài cũng thấy là nó phù hợp. Cho nên cái này thì cũng tùy theo sở thích của từng gia đình ha. Hiện tại bên trong thì chúng tôi cũng đã đi tất cả những cái đường dây điện, quý vị thấy những cái vị trí ổ cắm nè, thì cũng đã có bố trí sẵn hết rồi. Sau này chúng ta chỉ cần lắp cái hộp kỹ thuật vào thôi và không tắt nữa. Với phòng ngủ thì có một cái chia sẻ cho quý vị, đó chính là luôn luôn phải quan tâm vị trí đặt giường đúng không nào, linh hồn của các phòng ngủ mà. Thì với căn phòng này em nghĩ vị trí lý tưởng nhất đó chính là ở giữa của hai cửa sổ đúng không Diệu? Dạ, đây chắc chắn là một vị trí không thể hợp lý hơn. Bởi vì đầu tiên là giường ngủ sẽ được tựa lưng chắc chắn vào bức tường, mang đến cho chúng ta cảm giác yên tâm. Và hai bên là hai ô cửa sổ nữa thì có thể đặt vị trí chẳng hạn như là bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc. Còn phía đối diện đây là có vị trí ô cắm rồi nè, thì đó sẽ là nơi đặt tivi. Và phải nói là công trình này hiện tại là bởi vì mới tầm khoảng 80% thôi, hãy đợi đến khi 100% thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha.
Vậy là Nhật An vẫn nhiều và dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà chú Tấn ở Bình Dương. Công trình hứa hẹn sẽ là một công trình nhà vườn rất là đẹp để quý vị có thể tham khảo. Hy vọng rằng là sau khi video này lên sóng thì quý vị sẽ có thêm một vài gợi ý hay cho việc thiết kế thi công công trình trong tương lai của mình. Và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích những công trình do chúng tôi thiết kế và thi công từ trước đến nay, đồng thời có nhu cầu thiết kế thi công xây dựng, thì hãy liên hệ với Mahome qua các số hotline 0964458888 và 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An và Ánh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.